Hello, xin mến chào toàn thể các bác nhé. Chào mừng các bác đã quay trở lại với cả kênh YouTube Cù Bầm TV Điện Máy Trang Huê. Hôm nay thì nhà em lại tiếp tục về được cái mẫu Hucan X1 IMP anh em nhé. Đây là bản nâng cấp mới nhất của Hucan X1 IMP. Thì nó sẽ vẫn có đầy đủ hai viên pin anh em nhé. Pin thì cục này là 15 cell này, dung lượng là 4.8 Ah. Và pin có đầy đủ cả đèn báo anh em nhé. Còn cục 10 cell thì dung lượng là 3.2 Ah anh em nhé. Đầy đủ đèn báo pin này, một sạc bàn này, một khẩu bu lông 22 này, dây đeo đấy. Và bản này nâng cấp thì nó sẽ nâng cấp chủ yếu về cái phần thân máy anh em nhé. Về cơ bản anh em nhìn này, nó vẫn khá là giống với cả cái mẫu trước, gần như không có gì thay đổi nhiều đấy. Nhưng mà anh em để ý kỹ này, là cái đầu bu lông nhá, cái đầu bu lông này nó đã có cái phần bi giữ mũi anh em nhé. Cái đầu bu lông đã có phần bi giữ mũi đấy, anh em nhìn này, cái phần bi giữ mũi này rất là hiệu quả luôn. Anh em chỉ cần đút mũi bắn vít, mũi bắn tôn vào, ví dụ thế, thì nó sẽ tự động nó hãm, nó giữ lại. Anh em không thể rơi mũi ra được. Đấy, làm việc trên cao thì vô tư thoải mái. Và đầu thì là đầu bu lông, đầu rỗng 1/2 rồi. Đấy, và một cái nâng cấp rất là cao nữa ở trên con này. Đây, đó chính là cái mạch của con này bây giờ đã lên mạch 3 tốc anh em nhé. Đã lên mạch 3 tốc. 1 này, 2 này, 3 này. Đấy, máy 3 tốc luôn anh em nhé, rất là ngon luôn. Đấy, và với 3 cấp tốc độ thì anh em lại thoải mái điều chỉnh. Đấy, cái diện, cái lực siết nó sẽ rộng ra. Đấy, vòng tua thì 2600 vòng một phút anh em nhé. Moment xoắn thì 350 N. Đấy, nhưng với con này anh em sử dụng bắn máy tôn này, bắn xà gồ, rồi những anh em sửa chữa xe máy, các thứ cơ khí ok. Đấy, cực kỳ là ngon luôn. Máy thì chạy siêu êm anh em nhé. Ok anh em nhé. Và trong cái chương trình khuyến mại đặc biệt ngày hôm nay, khi anh em mua mẫu sản phẩm máy siết bu lông Hucan X1 IMP thì bên em sẽ tặng luôn cho anh em một cái bộ típ 12 chi tiết của CRV anh em nhé. Đây, đây là cần tự động này, đầu lối dài. Đấy, và có 10 món đầu khẩu. Đấy, rất là xịn sò nhá, hàng của CRV. Đấy, chương trình khuyến mại đặc biệt ngày hôm nay thì khi mà anh em mua hàng là bên em sẽ tặng cho anh em một cái bộ đầu điếu như thế. Đấy, và chương trình khuyến mại của bên em áp dụng từ nay đến cuối tháng anh em nhá. Từ nay đến cuối tháng, có nghĩa là sẽ là đến hết tháng 11 anh em nhá, đến hết tháng 11 dương của năm 2022. Đấy, số lượng thì nó cũng có hạn thôi, cho nên là anh em nào có nhu cầu đặt hàng thì anh em cứ bấm ngay vào số điện thoại em để phía dưới màn hình anh em nhé. Vâng, một lần nữa em xin chào và cảm ơn toàn thể các bác. Hẹn gặp lại các bác ở các clip sau nhé. Vâng, xin chào các bác.